Ở Quảng Bình có một con sông kỳ lạ. Trong khi tất cả các con sông khác đều chảy từ Tây Bắc vào Đông Nam hoặc từ Đông sang Tây, thì nó lại chảy theo hướng Bắc. Từ bao đời nay, con sông này vẫn mang một cái tên đẹp như cổ tích, Nhật Lệ. Bên dòng sông kỳ lạ ấy có bao nhiêu câu chuyện đáng để lưu truyền cho con cháu đời sau. Nhật Lệ phát nguyên từ hai nguồn, đó là nguồn Cộc và nguồn Đợi. Nguồn Đợi là dòng Kiến Giang, còn nguồn Cộc là sông Long Đại. Cụ Nguyễn Tú trong Dư Địa Chí Đồng Hới viết rằng Nhật Lệ ngay từ đầu nguồn đã là nơi kết tụ và hòa nhập của hai dòng nước đậm đà hương sắc. Một bên Long Đại ấp ủ khí thiêng của núi rừng, nước non hùng vĩ, kỳ tích Giang Sơn. Một bên Kiến Giang chứa đựng tinh hoa ruộng đồng làng quê, phong hóa sâu sắc, chủ mật nếp văn chương. Nhật Lệ quả là một con sông có duyên may kỳ lạ. Đầu sông thì rừng vàng ruộng ngọc, cuối sông là biển bạc, lại là trung tâm văn hóa chính trị của cả tỉnh, liên quan đến nhiều biến thiên của đất nước, nhiều bước đi của dân tộc. Xuôi theo dòng Nhật Lệ từ phía thượng nguồn, ta sẽ bắt gặp những làng quê sản sinh ra nhiều nhân tài cho đất nước như Văn La, Vạn Ninh, Đại Phong, Sen Thủy, Tuy Lộc, Mỹ Lộc, An Xá, Quảng Xá, Cổ Hiền, vân vân. Sử cũ còn lưu danh tên tuổi của nhiều vị đại khoa, tiến sĩ, danh nhân. Sen Thủy là quê hương của Nguyễn Đăng Tuân, năm đời Khoa Giáp và Công Thần Liêm Cần Chính Trực. Vạn Ninh là nơi sinh ra Nguyễn Hữu Cảnh, người khai phá mở cõi phương Nam. Làng Đại Phong có bốn vị quận công và nhiều dũng tướng thời Mạc. Làng Tuy Lộc là quê hương của tiến sĩ Dương Văn An, tác giả sách Ô Châu Cận Lục, một cuốn địa chí chép về xứ Thuận Quảng thế kỷ 16, nổi tiếng đến ngày nay. Làng Mỹ Lộc được mệnh danh là đất quan, đất trạng, có quan Thanh Liêm Võ Trọng Bình, có Nguyễn Khắc Triển, vị tiến sĩ nho học cuối cùng của khoa cử phong kiến trên đất Quảng Bình. Có những giai thoại về ông Phủ Tuấn được người làng coi như Trạng Quỳnh thứ hai, lấy tiếng cười để chống cường quyền áp bức. An Xá là quê hương của tiến sĩ Lê Đa Năng và cũng là quê hương của đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng lừng danh thế giới ở thế kỷ 20. Thật khó mà kể hết những tên tuổi bên dòng Nhật Lệ đã làm rạng danh cho Quảng Bình. Người dân nơi đây luôn tự hào về truyền thống quê hương và nguyện sống xứng đáng với những gì cha ông để lại. Tìm hiểu về sự phát triển cộng đồng dân cư khu vực sông Nhật Lệ, ta bắt gặp nhiều hiện tượng xã hội khá thú vị. Không phải ngẫu nhiên, khi một học giả khá nổi tiếng thuộc tổ chức EUCN của Liên Hợp Quốc đưa ra khái niệm về hệ sinh thái trợ giúp và sức chứa của tự nhiên đối với sự phát triển của cộng đồng dân cư. Từ quan điểm này, người ta cho rằng bất cứ cộng đồng nào cũng chỉ có thể tồn tại bền vững khi mà hệ sinh thái tự nhiên ở đấy đảm bảo có một sức chứa cho sự phát triển bền vững đó. Nghĩa là một cộng đồng khi lựa chọn nơi để định cư thì bao giờ người ta cũng tìm đến khu vực sinh thái có thể đảm bảo một khả năng trợ giúp cho sự tồn tại của mình. Sự ra đời và phát triển của cộng đồng dân cư khu vực sông Nhật Lệ không nằm ngoài quy luật đó. Khu vực cộng đồng dân cư ở hai bên bờ sông Nhật Lệ mà nó tồn tại trong bốn cái nghề chủ yếu. Thứ nhất là nghề nông nghiệp, thứ hai là nghề ngư nghiệp, thứ ba là nghề lâm nghiệp và thứ tư là nghề thủ công cổ truyền. Vì sao như vậy? Vì
có rất ít các cái dòng sông trong một cái điều kiện mà núi rất gần với biển, độ dốc lớn, nhưng mà dòng sông thì lại chảy rất hiền hòa, lại luồn lách qua khá nhiều các cái khu vực thung lũng và khu vực đồng bằng, và nó tạo nên những cái vùng mà ở đó người dân có thể tổ chức những cái cuộc sống của cộng đồng một cách khá ổn định, và từ cuộc sống khá ổn định ấy mà hình thành đến các cái hệ thống, các cái dải làng mạc chung quanh hai bên bờ của cái sông Nhật Lệ. Là đây là một cái hình thái làng xã mở, tức là hình thái làng xã thì nó rất ổn định, nó có các cái khu vực định cư của từng làng xã một, nhưng mà cái văn hóa làng xã thì nó được mở ra trong một cái diện hết sức là rộng. Người ta không đóng kín những cái thiết chế, nó không bị bó hẹp lại trong một khu vực, nó không có những cái hương ước mà trong đó nó ràng buộc con người lại trong một khu vực. Cho nên cái sự giao lưu văn hóa, cái sự giao tiếp những cái bộ phận cộng đồng trong các cái cộng đồng dân cư, của kể cả của những người làm nông nghiệp, của những người làm ngư nghiệp, của những người làm lâm nghiệp và của những người làm thủ công, rất là rộng rãi. Và chính vì thế cho nên người ta có thể trợ giúp cho nhau trong cuộc sống và hình thành đến một cái hình thái văn hóa mở. Đây là cái nét tương đối đặc thù của cái văn hóa làng miền Trung so với cái khu vực văn hóa làng phía Bắc Đông Nga. Có thể nói, hình thái văn hóa mở này đã góp phần hình thành nên thiết chế của văn hóa làng xã trong suốt cả thời kỳ hàng ngàn năm lịch sử, cũng như làm nền tảng cho việc xây dựng những cơ chế mới của sự phát triển văn hóa trong xã hội ngày nay. Trên một nền tảng về tự nhiên, về văn hóa như vậy, nên kinh tế của vùng cư dân Nhật Lệ phát triển rất thuận lợi. Đến đây, ta bắt gặp nhiều gia đình vừa làm nông nghiệp, làm ngư nghiệp, khai thác lâm sản và có cả người làm thủ công mỹ nghệ. Do đó, mọi tác động dù khốc liệt đến mấy của tự nhiên thì người ta vẫn tìm được con đường để tồn tại cho bản thân, cho gia đình và cho cả cộng đồng. Hiện tượng này phổ biến ở các làng như Văn La, Lương Yến, Trúc Ly, Cổ Hiền, Long Đại, vân vân. Sự trao đổi giữa các nghề nghiệp thông qua môi trường là con sông giúp con người có điều kiện giao lưu gần gũi với nhau. Dòng sông như là một môi trường tạo nên sự dung hòa giữa thiên nhiên và con người. Và dường như nó cũng góp phần tạo nên tính cách, phẩm chất của người dân hai bên bờ sông ấy. Đó là lòng nhân ái, vị tha, sự hy sinh cho nhau và tinh thần hợp tác rất cao. Nó không đóng kín mà luôn luôn mở, kể cả về tâm hồn con người, về quan điểm phát triển kinh tế xã hội, cũng như tác phong, lối sống, biết chia sẻ với nhau trong khó khăn hoạn nạn, cũng như trong hạnh phúc hân hoan. Đất Quảng Bình và dòng sông Nhật Lệ đã nuôi dưỡng nên nhiều nhân tài đất Việt. Một trong những người con ưu tú đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trở về từ trận Mạc với những chiến công chói lọi. Đã sống đến quá cái tuổi cổ lai hy, ông vẫn không nguôi nhớ về đất mẹ, về những dòng sông da diết tuổi thơ và những kỷ niệm đau đớn mang theo suốt cuộc đời. Tôi đã luôn luôn nghĩ đến quê hương, đến là sông Nhật Lệ, đến sông Danh, đến Hạc Hải, đến sông Kiền Giang. Nhưng mà đương nhiên là nhớ đến là
xã anh xã bây giờ là thôn anh xã trong Thủy Lộc đấy. Trước là tôi là sinh ở đó, mà từ lúc bé đó, lúc 4-5 tuổi đó, tôi cũng tâm tình một tí là đêm nằm đã nghe ba tôi là một nhà nho yêu nước là kể về thất thủ Kinh Đô, còn mẹ tôi là con gái một đô đốc Cần Vương kể chuyện là lúc Tây lệnh thì đến là đi sơ tán nó thế nào. Mà tôi còn cái tinh thần yêu nước từ lúc bé đó, rồi tiếp nó rồi được học những cái sách mà yêu nước, hầu học Tân Thư thời Duy Tân. Thế cho nên là ngay ở lúc con mẹ mà ở trong quê thì là có những cái người bạn mà bây giờ con đã lập những cái tổ để đánh Tây, và có những cái tổ để mà chống lại bọn địa chủ đó. Cho nên sau này là có ảnh hưởng rất nhiều đến cái tư tưởng của tôi về sau này. Vâng, quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Thi sĩ tài hoa Hàn Mặc Tử sinh ra ở Lệ Mỹ, Tam Tòa, Đồng Hới, đã từng gắn bó với dòng Nhật Lệ và có câu thơ đầy hoài niệm: chị ấy năm nay còn gánh thóc dọc bờ sông trắng nắng chang chang. Nhật Lệ đã trở thành nguồn cảm xúc vô tận cho nhiều tác phẩm thơ, ca, nhạc họa. Riêng nhạc sĩ Hoàng Sông Hương đã có đến 5 ca khúc viết về dòng sông này. Các nghệ sĩ nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt mỹ của Nhật Lệ, còn các nhà quân sự cũng đã nhìn thấu vị trí hiểm yếu của con sông này. Bên dòng Nhật Lệ giờ đây vẫn in đậm dấu tích của Lũy Thầy, một bằng chứng thiên tài về quân sự của Đào Duy Từ. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dòng sông Nhật Lệ đã chứng kiến cảnh hoang tàn đổ nát của thành phố Hoa Hồng, và cũng đã chứng kiến lòng quả cảm của người dân Đồng Hới, Quảng Bình. Chỉ trên một khúc sông chưa đầy 1 km đã sinh ra 3 nữ anh hùng. Mẹ Rút, 60 tuổi vẫn chèo đò đưa bộ đội sang sông, mặc mưa bom bão đạn của quân thù. Mẹ Khiếu, 6 con vẫn rong buồm ra khơi, dũng cảm xung phong đi giả phá thủy lôi, bất chấp cái chết cận kề. Chị Trần Thị Lý, mới 18 tuổi, đã dám trèo đò qua làn bom đạn dày đặc để truyền lệnh sang sông. Đồng Hới bước ra khỏi cuộc chiến tranh, bình thản như mặt nước dòng sông, như những câu thơ của Xuân Hoàng. Em đi phố nhỏ đậu cành dừa, cửa biển về khuya, gió đêm ngã lạnh. Phố nhỏ tan rồi, qua bao trận đánh, bóng em về, xanh lại nẻo đường xưa. Những người con của Đồng Hới bắt tay xây dựng lại quê hương của mình với niềm lạc quan, xen chút lãng mạn. Bao giờ điện sáng Bảo Ninh, thay trăng dõi thấu lòng anh với mình. Khi nào điện sáng Bảo Ninh, anh về thăm bầu, thăm mình, thăm ta. Ước mơ giản dị ấy từ lâu đã thành hiện thực. Và không chỉ có ánh điện thắp sáng cho ốc đảo Bảo Ninh, mà đã có cây cầu vĩnh cửu nối đôi bờ Nhật Lệ, nối thành phố bên này sông với quê hương mẹ Suốt, mẹ Khiếu anh hùng. Ngay trên dải đất Bảo Ninh,
một khu du lịch mới rộng 30 hectare vừa được hình thành, khu du lịch Mỹ Cảnh. Nếu Bảo Ninh được ví như một hòn non bộ tô điểm cho thành phố Đồng Hới thêm duyên dáng hữu tình, thì Mỹ Cảnh như một điểm sáng lung linh giữa hòn non bộ ấy. Từ khu du lịch này, du khách cũng có thể du thuyền đến Vũng Chùa, đảo Yến, đảo Chim. Trong tương lai thì chúng tôi là dựa vào cái dòng sông Nhật Lệ đây để mà phát triển về cái hướng đông. Hiện nay thì Đồng Hới đã có quy hoạch cái khu du lịch Mỹ Cảnh gồm có 30 hecta khu vực sinh thái, và trong tương lai thì chúng tôi cũng phát triển ở Bảo Ninh trở thành những cái khu du lịch và đô thị mới để làm cho Bảo Ninh từ một cái xã trước đây một cái xã quê hương của mẹ ruột anh hùng thì hiện nay là chúng tôi đang xây dựng để trở thành một cái phường nội thị sớm nhất có những cái khu du lịch nghỉ dưỡng cho cán bộ nhân dân rồi đồng bào trong cả nước đến tham quan nghỉ mát tại đây. Và phía tây bắc thì chúng tôi hiện nay đang triển khai cả cái hai cái khu công nghiệp lớn, khu công nghiệp phía tây bắc lớn hiện nay đã có thu hút được hàng chục cái công ty xí nghiệp đến đầu tư và phát triển để mà biến cái khu vực tây bắc của thành phố Đồng Hới trở thành cái khu công nghiệp, còn phía tây là cái khu du lịch và thương mại dịch vụ tham quan nghỉ dưỡng của khách thập phương. Nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử Nguyễn Tú, một người con của Đồng Hới, sinh ra lớn lên bên dòng Nhật Lệ, trải qua biết bao vinh nhục ở đời. Vào cái tuổi thất thập cổ lai hy, ông mới trở về bên dòng sông tuổi thơ, ngược dòng sông tìm về cội nguồn của nó. Nếu không có ông, không có những nghiên cứu với tất cả lòng đam mê và một tình yêu quê hương đằm thắm sâu nặng, thì có lẽ hậu thế sẽ không hiểu về dòng sông này đến vậy. Con người có thể già đi theo năm tháng, nhưng dòng sông thì vẫn còn trẻ mãi và luôn vang lên những bản tình ca mến yêu cuộc sống.